Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những ngày mùng 1 Tết á, mùng 2, mùng 3, cả một tuần đầu tiên của Tết là những ngày rất là thiêng liêng, đặc biệt, mà tâm hồn của một con người đặt hết vào những cái ngày đầu năm đó, và họ muốn đó là có một năm như ý như những ngày đầu tiên họ sống trong năm đó vậy. Nên những cái ngày đầu năm thường thì theo truyền thống của Việt Nam, chúng ta đi tới chùa cầu phước, hái lộc đầu xuân. Những cái hành động cũng như là cái cách ứng xử của mình sau đây, con xin chia sẻ với đại chúng khi đến chùa cẩn trọng. Bởi vì nơi tạo phước nhiều nhất cũng là nơi sinh tội nhiều nhất. Biết thì sinh phước, không biết thì tạo tội. Nên mình biết được bao nhiêu, mình tránh được bấy nhiêu, và mình làm được phước nhiều theo ý mình bấy nhiêu. Chúng ta để ý, thứ nhất là chuyện ăn bận. Đừng có bận đồ xuyên thấu, đừng có bận đồ thiếu trên, thiếu dưới. Bởi vì bận đồ đó đi ra ngoài đường cho thiên hạ phàm trần, còn vô ở trong nơi thánh thiện tu hành không có nhu cầu đó, cho nên mình bận đi lộn địa chỉ, không những làm trò cười cho người khác có ý thức mà còn làm tổn phước của bản thân mình. Thứ hai, không có sức dầu thơm hương phấn quá mức, giống như đi dạ hội. Bởi vì mùi thơm đó là mùi thơm quyến rũ, nhớ thương của nam nữ giới tính không thanh tịnh ở chốn già lam. Khi bước vào trong cổng tam quan của chùa, nên đi vào cổng nhỏ nhất là bên trái. Cổng lớn là để cho những người có công đức lớn được thầy trụ trì đón tiếp một cách trọng thể. Vì vậy mình giữ cái phước báu của mình lại một cách có ý thức, mình đi vào cái nơi cửa nhỏ, cửa hẹp, thể hiện cái lòng khiêm cung. Cho nên con đi vào chùa một phần là để sám hối tội quá khứ, một phần để tô bồi chút phước hiện tại và mong có cái đời sống tốt đẹp ở tương lai. Về cái thái độ của mình đi chùa đã thể hiện ngay khi mình bận bộ đồ và ngay khi mình bước cái chân vào trong cái cổng đi vào trong chùa, thấy Đức Quan Thế Âm hoặc là cái tượng đứng trước cửa, bỏ mũ xuống, bỏ dép ra, chắp tay cung kính xá chào. Khi đi vào thấy vị sư, chắp tay cúi thật sâu, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy hay kính chào sư. Những cái hình ảnh nghĩa cử đầu tiên trong năm, những cái ngôn ngữ đầu tiên trong ngày, nó thể hiện cái lòng thành kính của mình. Những bề trên có kiêng thì có lành mà, thì mình thể hiện được điều đó là thể hiện cái tâm của mình tha thiết, biết cung kính. Ngay lập tức ý niệm và hành động đó sinh phước đức. Khi lạy á, là phải lấy ba lô bỏ xuống, phải lấy mũ bỏ xuống, phải bỏ dép qua một bên. Lạy thì không phải vừa lạy vừa nhìn thế này, mà toàn tâm toàn ý. Bởi vì nếu thực sự mình muốn cung kính một người, nhìn vô thái độ cung kính bao nhiêu mình biết hết, thì đối với con người mình biết với nhau, huống hồ gì đối với thần thánh, sao mà mình tin nửa vời được, phải không? Cho nên lạy thì con đem hết cái tâm thành kính với con và đảnh lễ hình tượng dung nhan của Phật Pháp Tăng. Khi đi vào trong chánh điện thì đi vào cũng bên trái, đừng có dẫm chân lên cái ngạch cửa, bước nhẹ qua ngạch cửa. Và trước khi bước, bỏ dép ở ngoài. Khi bỏ thì đừng có để đôi dép mình dẫm lên trên tấm thảm để chùi chân, bỏ ra ngoài tấm thảm. Và bỏ rất gọn gàng, ý tứ qua một bên để cho người sau có không gian họ bỏ. Những hành động đó nhìn một người là biết họ sinh phước hay tội. Dù là họ đi đến cái nơi đáng lẽ là tạo phước, thì họ tạo rất nhiều phước từ lúc ở ngoài cổng vô rồi. Để cho gọn đôi dép một bên, ngay hàng, thẳng lối, để cho được hai ba người sau theo đó mà để.
Nếu mình thấy họ để không ngay hàng tảng lối, đừng và chớ sinh cái tâm thấy lỗi người. Đi đâu cũng thấy lỗi người, đó là kẻ si mê, lấy mắt mê nhìn đời, thấy đâu cũng là chỗ đáng ghét, đáng chê. Thấy họ mà tâm mình sinh lòng từ bi, đó là kẻ trí tuệ. Vì kẻ trí tuệ thấy cái sai liền sinh tâm thương và muốn giúp, thấy cái sai sinh cái tâm khinh chê liền tổn phước. Một niệm từ bi liền sinh phước, một niệm khinh chê liền sinh tội và tổn phước. Và bước chân trái vào, từng bước mình tỉnh thức đi vào lễ Phật, đứng qua một bên, đừng đứng chính giữa điện Phật, nơi đó trang nghiêm dành cho trụ trì, là cái bậc tôn túc giữ cái ngôi nhà lam thanh tịnh đó, thể hiện sự cung kính của mình. Bao nhiêu cũng thiếu, không có thừa. Khi chắp tay kính lễ Tam Bảo, đừng có đứng trước người đang lễ, đứng sau họ, nhưng đừng có lạy họ, mà phải lệch qua một bên lạy Tam Bảo. Bởi vì có thể Phật không trách mắng mình, nhưng cái người phía trước họ Phật lòng vì mình lạy họ, họ không muốn như vậy. Đừng có đi ngang qua người đang quỳ lạy trước Tam Bảo. Đi vào trong chánh điện, đừng có mang theo nào là dù, nào là cặp, nào là sách, mũ, nón. Khi lạy xuống bỏ qua một bên quá chừng, vừa mất trang nghiêm, vừa chiếm không gian của người khác, và khiến tâm mình lạy xuống cũng không trọn vẹn công đức vì lo giữ những cái đồ bên cạnh hoặc mất hoặc còn. Khi vào thắp nhang điện Phật, thấy đã có một cây nhang cắm rồi, đừng đốt thêm cây thứ hai, vừa phí nhang, vừa ô nhiễm, vừa nguy hiểm cho điện đài trong chùa. Và đặc biệt những trái cây, hoa, quả cúng trên bàn thờ Phật, chớ có chạm tay tới, chớ có sinh lọc theo kiểu rằng những gì của chùa đều tốt đẹp, chạm rờ lên tượng Phật, hương đèn cúng dường ở trong chùa đem phước cho mình. Phước hay không chưa biết, nhưng tâm đã quá tham chứ không phải mất cung kính. Họ cung kính chứ không phải không cung kính, nhưng mà bởi vì cái tâm tham nó làm cho mình hành xử thiếu đi lịch sự, khiến cho người khác sinh tâm không hoan hỷ, không có đáng nên làm. Nên không có rờ chạm vào tượng trái cây bánh trái, không cúng đồ mặn lên trên bàn điện Phật, mà cúng cái gì phải dâng lên cho trụ trì hay tri khách nơi chịu trách nhiệm, không tùy ý đem xuống, không tùy ý dâng lên. Không để tiền bạc, những đồng nhỏ nhỏ lẻ mong cầu phước nhát chỗ này nhát chỗ kia, rờ tay lên mặt Phật, rờ tay lên đùi Phật, nhát tiền chỗ đông chỗ tây và mong muốn cầu phước cho mình. Làm như vậy một người đến nhiều người thì mất đi cái cung kính, cái lịch thiệp trang nghiêm, và dĩ nhiên mình theo đó mà tổn phước. Khi đi tới chỗ điện Phật, nếu có chỗ đi dạo quanh để gọi là đi nhiễu vòng một vòng hai ba vòng, thì thanh tịnh yên lặng mà lễ Phật rồi đi, không nói chuyện qua lại, không ồn ào, không làm mất trật tự. Mình cũng không có làm ồn ào bằng cách chỉ chỗ này, vẽ chỗ kia, đi qua, đi lại, xê dịch đồ đạc, vân vân. Tất cả mọi chỗ, mọi thứ mình chỉ lấy mắt mà nhìn, lấy tay mà cung kính, từng động tác, từng cử chỉ, ngôn ngữ và suy tư của mình trong cái chánh điện của ngày đầu năm mình đi vào lễ Phật đó cực kỳ là quan trọng. Thứ nữa, không có đốt giấy tiền vàng bạc. Chùa chiền thanh tịnh không phải là nơi nên đốt, nó không phải là cái nơi mê tín theo niềm tin dân gian tới tạo phước hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ, gửi cái tên cầu an cầu siêu thì được. Còn đốt giấy tiền vàng bạc gây nguy hiểm, ô nhiễm và tốn kém vô cùng. Ngày mùng 1 là ngày thanh tịnh, giống như là một thiền sư lúc nào tâm cũng thanh tịnh. Nếu mình không được thiền sư, xin ngày mùng 1, nếu được giỏi mùng 2, mùng 3, nếu được giỏi một tuần hoặc là 10 ngày đầu năm đó, nguyện ăn chay,
giữ năm giới, hoặc là được nữa là tám giới thanh tịnh, công đức vô lượng. Cái ngày đó mà làm được trọn vẹn giữ giới, một trong tám hay chín điều mà Phật dạy sinh phước đức lớn, đó là giữ giới. Nếu mà giữ giới được những ngày đó, công đức của mình nó còn lớn và nhiều hơn vô số so với việc cầu an, cầu siêu và dương sao dài hạn. Do giữ giới thì nguyện cầu cái gì được như ý cái đó. Lời của Phật dạy giữ giới là sinh phước, có phước là nguyện cầu, thì cầu đâu mới được đó. Ngôn ngữ của mình trong ngày mùng 1 chớ có muộn phiền, chớ có trách, mắng, la, rầy, tố cáo, hờn dỗi, ghen tuông, hơn thua, bực bội, suy diễn và nghi ngờ. Ngôn ngữ của mình nếu không mở ra thì hoan hỷ chánh niệm, giữ yên lặng nếu được có thể. Nếu không mở miệng ra là ngôn ngữ đó phải là lời không phải chúc tụng sáo rỗng, mà là lời thương yêu đích thực, lời thông cảm, lời sẻ chia, vui mừng, hoan hỷ đích thực. Được như vậy, một ngày sinh ra công đức rất nhiều bằng cách đem đến cái ngôn ngữ từ ái hiểu biết cho cái người nghe. Người đó là mẹ, là cha, là người thân, người thương, bạn bè xung quanh nhà mình và ở trong nhà mình. Đặc biệt hành động của mình ngày mùng 1 Tết đừng có sát sanh, ăn nhậu. Bởi vì tục cúng ông cúng bà, cha mẹ theo truyền thống thì chúng ta phải giết đi một mạch sống để chúng ta vui. Hạnh phúc biến đau khổ của chúng sinh, đó là hạnh phúc bệnh hoạn của kẻ mê lầm. Người trí tuệ không để sự hưởng thụ vô độ của mình trên mạng sống của một chúng sinh. Trong cái ngày mà mình có năm mới, nó cũng có năm mới. Cái mới của mình không nên đem đến cái khổ của người khác, đặc biệt là kết thúc một mạng sống trong một ngày đặc biệt của đầu năm. Niềm vui của mình xứng đáng lan tỏa ra, che chở và truyền thông chia sẻ nhiều ra cho muôn loài, không chỉ đơn thuần là cha mẹ, người thân, mà cả đến kẻ sơ, người dân nước lạ, và cả đến cho những loài hữu tình, con vật biết ham sống sợ chết, và cả đến cho những loài vô tình như cây cối, sông ngòi, đất đá, vạn vật. Cho nên ngày đó theo truyền thống không làm gì hết, đến nỗi mà quét cái nhà. Quét cái nhà người ta nói hốt rác là đổ đi vận may, bởi vì có thần tài lẫn ở trong bụi cát. Nhưng đó chẳng qua là cách giải thích, đụng một cái chổi là chết vô số côn trùng. Cho nên tránh đi cái việc sát sanh, đừng có cử động quét dọn mà thôi. Mỗi lần quét dọn là nhìn nhện, là kiến, là mối, là muỗi, biết bao nhiêu thứ chết một cách vô tình mình không biết. Nên ngày mùng 1 là ngày mình sống giống như là một vị thiền sư, như một người thực sự giữ giới, như một người để thân, khẩu, ý của mình nguyện trong một ngày trọn vẹn, đem cái năng lượng đó tới chùa cúng dường lên cho chư Phật. Không nên đi ra khỏi nhà của mình ngay ngày mùng 1. Tức là sao? Mỗi một bước của mình ra khỏi cửa là mỗi một bước mình đi theo cái tiếng gọi của tham, của si mê, của tạo tác, nghiệp lực. Vì vậy không nên đi đâu hết. Tức là để cho tâm mình nó bình yên như nước, nó vững chãi như vạt, nó vững vàng như núi. Để chi? Để mình quan sát tâm mình, kịp thời những ý niệm bất thiện khởi lên, mình dừng lại liền lập tức, và mình không có tạo ra cái nghiệp bất thiện ở trong cái đầu năm đó, để cho chư vị thánh thần hiền nhân đức độ, ông bà cha mẹ, tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống có ghé, có thăm, có mong muốn mình có một năm như ý. Họ thấy mình làm cái việc bất thiện, họ phiền hà phật lòng, thì việc thiện chưa có mà việc bất thiện mình tạo, thì cái năm đó đừng trách tại sao dương sao giải hạn mà vận may không đến, cái rủi là diễn ra, là bởi vì mình bất cẩn. Cái ngày mùng 1 đặc biệt đi đứng ăn nói giao du quá nhiều, sinh hoạt của mình hàng ngày là không có chánh niệm tỉnh giác, mà ngày đó mình bạn bè ăn uống nhậu nhẹt, làm sao tránh khỏi cái nghiệp cũ nó đổ về. Vì vậy bớt làm chừng nào, ở yên chừng nào, nguyện thanh tịnh nhiều chừng nào trong ngày đó là cần thiết nhiều chừng đó. Đó là mấy lời thầy nhắn nhủ đến quý huynh đệ Phật tử, những người hữu duyên gần xa. Chúng ta theo Phật hay không theo Phật gì,
chúng ta cũng giữ cho mình, cho người mình thương, cho kẻ thương mình, đặc biệt cho gia đình, một chút công đức linh thiêng. Linh thiêng là bởi vì cái tâm của mình đã giữ giới, bởi vì cái hành động của mình là nó có chánh niệm, cho nên nó rất là cẩn trọng trong từng cái ngôn ngữ, hành động và tư duy, nó tạo ra một sự linh thiêng. Thì mình có thể cầu gì được đó do công đức mình tạo những cái ngày đặc biệt ấy ở trong đầu năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy nha. Khi mà chưa tới lượt của mình thì cứ ngồi nhiếp tâm an trụ. Năm ngoái là cũng một câu ấy kìa, em đã nói rồi, và năm nay là tiếp tục một câu ấy kìa. Con xin thầy cho một câu ấy kìa. Cô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã con điểm to lên. Thầy, thầy, câu của con là nghìn tấn nhờ bóng tùng quân, tuyết sương che chở cho thân các đàn. Ok. Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân, tiết sương che chở cho thân cát đảnh. Câu này là câu nói ba của Thí Kiều nói cho Mã Giám Sinh khi cưới Kiều về làm vợ. Ví Kiều như là tấm thân cát đảnh, tức là dây leo. Còn Mã Giám Sinh tức là người học trò ở trong đại học quan triều ngày đó, họ Mã, gọi là Mã Giám Sinh, lấy Kiều về làm vợ. Thì cha của Thí Kiều mới ví người đàn ông này như là bóng tùng quân. Tùng là cây tùng, quân là cây tre cao và lớn. Tùng và quân tượng trưng cho quân tử, bậc trượng phu. Thì quân tử trượng phu cho nên che chở được tiết sương cho những tấm thân như cát đành nương tựa. Ở đây sư cô đi tu rồi thì quân tử là ai? Quân tử tức là quân tử trượng phu là ai? Ai là bậc đại trượng phu? Hả? Đức Thế Tôn là bậc đại trượng phu. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thì ở đây muốn nhắc sư cô rằng phải thường xuyên thân cận bậc thiện hữu tri thức, để cho tấm thân yếu liệu đào tơ của mình là nữ nhi học hạnh xuất trần thượng sĩ, thì phải nương tựa nơi giới luật của bậc trí tuệ tu hành. Nhà Phật có dạy ngũ hại dĩ tiền tinh chuyên giới luật, năm năm đầu phải tinh chuyên giữ gìn giới luật. Giới luật muốn giữ được tốt phải thân cận một bậc chân tu thạc đức, để họ chỉnh cho mình cách đi, cách nói, cách ăn, cách sống, cách giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh hằng ngày. Được như vậy, năm năm đầu tiên là công đức lót đường đi để cả đời tu của mình vững vàng và thanh tịnh sau đó. Công đức đó chính là cái bóng tùng quân sẽ che chở cái đường tu vất vả vốn cô đơn và mệt nhoài trong sanh tử, để cái thân cát đằng là phụ nữ cũng như là một chúng sanh lăn lỗi trong sanh tử này được bớt tiếc sương. A Di Đà Phật.